Bếp ga Nhật nội địa Tâm Phát xin chào cô chú anh chị. Giới thiệu tiếp với cô chú anh chị con bếp Rinnai nút vặn ngang, mặt men màu đen. Thì trước khi vô giới thiệu với cô chú anh chị con bếp này thì trong năm 21 sẽ mua bếp bên Tâm Phát sẽ được bao ship toàn quốc tặng một cặp pin Duracell Ankaline. Như pin này dung lượng xài được 1 năm thì theo từng sức nấu nướng gia đình mình. Và được hỗ trợ linh kiện cũng như là kỹ thuật trọn đời bếp trong quá trình của chú anh chị sử dụng và không ship COD. Của chú anh chị mua bếp vui lòng đặt cọc cho em ít để cho thông tin địa chỉ để em sẽ gửi bếp tới nhà. Và cô chú anh chị nhận bếp được quyền kiểm tra, sau đó thanh toán phần còn lại với bên đơn vị vận chuyển. Thì em cũng xin thông báo luôn là bếp đã về thêm được 2 thùng nữa. Thì là 2 thùng này là 2 thùng cuối của cái lô đầu tiên trong năm 21 này, được 4 cái. Thì cô chú anh chị nào có nhu cầu mà lấy bếp lại về bán thì cứ điện thoại trực tiếp cho em qua số điện thoại 0938 349 749, em sẽ để số điện thoại trên màn hình. Rồi sau đây mời cô chú anh chị xem trên dưới trong ngoài của bếp. Thì bếp này nó được sản xuất là 2015, sản xuất năm 2015, sử dụng cái kiềng tròn. Đây là lỗ thoát hơi của lò nướng, lò nướng bảo vệ. Thì bếp này về là trong cái mặt men màu đen, thì lên cái mặt này là không có vết trầy vết xước nha cô chú anh chị, còn rất là đẹp. Thiết kế là 3 bếp, 2 bếp nấu và 1 bếp nướng. Thế này bầu chi lửa nó bằng antimon, nó cũng có sensor cảm biến nhiệt để nồi khi đun nấu cạn đáy tự động ngắt ga và khóa ga, và cảm biến lửa gió thổi tắt cũng tự động ngắt ga và khóa ga, rất an toàn và tiết kiệm ga, chống cháy nổ, bảo vệ gia đình. Thì em cũng xin nói luôn là em sẽ không test hướng dẫn video chi tiết, em sẽ quay trên dưới trong ngoài cho cô chú anh chị xem, tại vì em cũng đã có gần cả 100 video test chi tiết và hướng dẫn cho cô chú anh chị rồi. Thì cô chú anh chị cứ mua bếp thì cứ dựa xem theo đó là chúng ta sử dụng. Thì nói chung là mấy bếp này nội địa Nhật thì nó cũng tương đương giống nhau, đời nút dặn là nó giống nhau hết, cũng dễ xài lắm. Đây là hộc để pin nè, sử dụng 2 cục pin đại lớn. Đây là nút dặn của bếp trên, đây là 2 lửa, còn đây là hộc nướng và khay nướng. Thì khay nướng, dĩ nướng này thì cái dĩ nướng thì bằng inox và khay nướng thì bằng men, còn rất là đẹp. Đây là hộc nướng nè, đây là nút dặn của bếp trên 3 lửa, đây là nút dặn của lò nướng nè, có hành cá. Cái mặt tiền bếp này còn rất là đẹp nè, không có một vết trầy vết xước nè, một vết cắn nè. Bếp này được sản xuất vào tháng 8 2015. Đây là cái cạnh hông máy bên phải nè, đây là cái mặt ngoài sau lưng rất là đẹp. Còn đây là cái cạnh hông máy bên trái. Thì mua bếp bên Tâm Phát trong năm 21 sẽ được bao ship toàn quốc và được tặng một cặp pin gắn lưới chống chuột miễn phí cho cô chú anh chị. Thì con bếp này nè là con bếp số 24. Thì cô chú anh chị mua bếp này có nói số 24 đời 2015, giá bán là 2,3 triệu, bao ship toàn quốc tặng pin và gắn lưới. Rồi, mời cô chú anh chị xem phần bên trong của con bếp. Thì đây là phần bên trong của con bếp nè, con bếp Rinnai mặt men màu đen.
Đây là cái phần bên dưới của con bếp nè. Tất cả linh kiện đều còn đẹp và sáng và sạch hết. 2.3 triệu đã có con bếp Nhật rồi đi, xài rất là ok, an toàn, tiết kiệm ga, chống cháy nổ. Đó, lửa cháy rồi đó, có chỗ chạy theo rồi rất là xanh. Đó, lò nướng cũng cháy luôn rồi đó. Thì cô chú anh chị nào mà có nhu cầu chúng ta mua bếp về bán lại thì có điện thoại trực tiếp cho em 0938 349 749. Em giao hàng toàn quốc. Xin chào và hẹn gặp lại.